Rồi chào tất cả các bạn luôn nha, đã đến kênh Bình Thuận Chủ Yêu nha. Hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn là khe mạnh của Phước Tỉnh ra khơi nha. Đây là mẫu ghe này, mẫu ghe của lấy từ Bình Định đó các bạn. BV09795769TS luôn. Có mẫu ghe Bình Định nha, chạy quá dữ luôn. Ghe lưỡi ghe nhỏ rồi sống đang gói cấp 6, cấp 7 các bạn. Đó, ghê, ghê không? Quá dữ. Ghe con mực nhảy nhảy ớn không? Phóng đi con mực đó các bạn. Đây, đang nhảy ghê mình quay cho các bạn xem nè. Đó, ghê không? Ồ, ghê. Quá trời bạn, trời ơi, quá đất rồi. Quá trời quá đất rồi. Ghê quá. Không, gói cấp 6, cấp 7 luôn. Mà ghe nhỏ nhỏ như ghe bình thường mà cấp 6, cấp 7 mà. Đó, ghê. À, ghe Bình Định cũng đang gồng mình chưa trước sức gió luôn các bạn, đang ra khơi luôn. Ô, chạy ghê không? Mẫu ghe Bình Định nhìn nó cũng là chuẩn đẹp dáng, ghe chạy rất là chắc chắn luôn không? Thì cũng nhiều anh em thỏ quá dữ, chạy theo ớn ăn luôn, quá tài quá đất à. Ồ, những con sóng ghê không nổ, cái gì thấy bạn thấy gì sóng gió ghê không? Ở trước cửa cảng, ớn lạnh không? Ồ, ghê gớm quá, các bạn ơi. Ồ, ghê mạnh cũng đã vươn khơi nha. Này, ghê mạnh cũng Phước Tỉnh đó, hoặc người đóng ở Bình Định đem về đây để khai thác cá. Nó dạng cao áp và đèn led được bạn thấy không? Ồ, quá tuyệt vời luôn. Ồ, ghê không, ghê này cũng tầm 19, 18, 19, 18 mét đó các bạn. Không, ghê mà đặc trưng Bình Định thấy ghê đa số là hai viền dài dư ngưng nước đều là lưng bụng đều là màu đen đó các bạn. Mình đang ra khơi các bạn không? Ồ, ngoài gió, sóng gió đi ấn lạnh luôn các bạn ơi. Đối với những anh em đi ghe biển quen thì nói chung là những con sóng này là tầm thường thôi. Như anh em mình chưa từng đi ghe thấy ớn các bạn thấy không, nó ghê không, nhấp nhô thấy là quả chưởng luôn các bạn. Rồi mình cũng chúc anh em đi chuyến nào là thắng lợi chuyến đó luôn nha. À, tại không, những con sóng nhấp nhô ghê không, sóng lăn tăn nhìn thấy khủng khiếp các bạn ơi. Qua wow, nhìn thấy nói chung là ớn ặn không, nó ghê không, đang chạy cái tay rất là dữ luôn á, sóng gió dữ mà cởi sóng ra khơi luôn, quá tuyệt vời. Rồi thì nhiều lúc anh em là về cảng bán cá mực rồi thì nhắn cẩu xem được clip ủng hộ góp ý với mình luôn nha. Anh em cũng đang leo lên cabin để chuẩn bị vươn càng rồi các bạn. Đây khi mà tới điểm đánh là anh em chỉ việc mà đánh thôi. Mẫu ghe đúng đẹp rồi mà không dán ra thước tha chuẩn luôn ha. Cần nối chạy không sợ. Trong là tùy theo vùng miền mà thiết kế ghe khác nhau luôn các bạn ơi, chứ không phải dùng nào thiết kế giống dùng nào các bạn ơi. Đó, này cũng chiếc ghe Bình Định đây, phải không? Mẫu ghe Bình Định này, thấy không? Này nãy là mẫu ghe này, mẫu ghe Bình Định đó các bạn. Ghe này chủ ghe sơn chỉ có cái dài thôi, lương bụng không có sơn. Đang thẳng tiến về cửa cảng chiếc mạnh luôn đó các bạn. Quá dữ mà, màu độc lạ không? Thay gió tương gió 6 cấp 7 mà ghe về quặng rồi luôn mà. Bình Định là 94815TS nè. Quá dữ, trời chạy quặng rồi luôn thấy mọi người thấy không? Rồi thấy mình cũng chúc anh em về thật nhiều sức khỏe luôn. Thiên đây thơm cá mực nha. Đa số là chụp mực nhiều các bạn. Đang thẳng tiến về cửa cảng sau những ngày giờ vật lộn ở ngoài biển khơi đánh bắt các bạn. Các anh cũng đã cho những chuyến cập cảng những con mực tươi ngon để đến những người tiêu dùng nha. Các bạn thấy ghe chạy nhỏ nhỏ chạy ớn ăn luôn mọi người thấy không? Quá wow, chạy quả chữ nhưng mà những con sóng gió cũng hôm nay rất là lớn các bạn, cấp 6, cấp 7 luôn các bạn. Ghê chạy quá dữ ha. Mà chiếc ghe mạnh của Dũng Phước Tỉnh ra khơi thì ghi nhất ghe mạnh của Bình Định lại vào cửa cảng các bạn. Ghê không, chạy
Đây khi hụt cái thùng hiệp khi hụt dọc cửa cảng, mọi người xem và ủng hộ like sub lại cho mình, thì tặng cho mình một sub để có động lực ra những clip mới góp ý cho mình luôn nha. À, quá quá tuyệt vời không, đẹp không, đang thẳng tiến về cửa luôn á. Có thể nước dòng xuống sông Vinh nó đổ xuống, nhìn thấy ớn không. À, chạy nước chạy sông Vinh đổ xuống nèm theo mà đục đục ngầu quá không. Ở ngoài kia tuốt, ngoài kia là nó rất là trong veo á. Buổi sáng giờ là buổi sáng là nước lớn, buổi chiều là nước gồng, nước công rồi bạn ơi. Nên ghe nó ra vô cũng rất là khó khăn, nhưng mà chỉ ghe mình nhỏ nhỏ thì vô ok lắm. Còn ghe lớn lớn vô là phải cần xuồng dắt. Cái cửa này nhiều lúc đã hồi lúc trước bây giờ là đỡ đó bạn, lúc trước còn dữ lắm. Ghe cộ ghe vô rất là ớn. Khi mà anh em dùng từng lễ đổ về nửa tháng tháng về lâu về là thấy nhìn ớn lắm, tại cát nó bồi lấp lẹ đó, mình dính lên hay lên ba cái cồn cát rất là dữ luôn bạn. Nó thấy dàn đèn quá áp khủng không, không có ghe bình định thôi nha, chứ còn nhiều ghe còn dữ hơn nữa các bạn. Có bạn thấy đang thẳng tiến vô cửa cảng rồi đó. Qua wow, tuyệt vời, ghe đã vô cửa cảng thật là một cách thật là bình an và mượt mà luôn bạn ơi. Cho xăng dầu vẫn còn tiếp tục lên giá thì anh em cũng quyết tâm ra khơi để bám biển, chứ cuộc sống mưu sinh mà cứ nằm bờ hoài thì cứ thẳng tầm bờ thì đâu sống. Đó, chiếc lưới rút của Cà Ná và chưa chủ màu hồng nhìn rất là phê thật bạn không, to ghê gớm không. Ở ngân hàng chủ màu hồng nhìn nó đang cởi sóng ra khơi đó các bạn ơi. Sau những ngày đánh bắt, bây giờ các anh cũng đã ra về đây cân cá xong, anh cũng ra khơi tiếp tục vào những chuyến biển mới luôn. Dáng ghe chạy phù phù đẹp ha, chuẩn thế cân đối các bạn. Quay trước mình chụp cho các bạn xem đi, quay qua lại cho các bạn xem cho nó nhiều khung cảnh xíu, ít ghê ra quá. Đó, chiếc mạnh chụp cũng vô thuốc trồng đó mọi người ơi. Cái dài đi sơn màu vàng, cái vàng mà những sơn màu vàng nhìn rất là nổi các bạn, quá tuyệt vời. Nó nhìn thấy nó rất là đẹp hơn nhà dẫn không. Ồ, ghê không? Đó, nước thì cũng còn hơi lớn các bạn, nên ghe mạnh vô không cần xuồng dắt cho luôn các bạn ơi. Có khi là phải vô giết cái mạnh này đâu vô hết xuồng ra dắt vô không á, chứ không thôi là lên mấy cái con cát rất là ớn lạnh luôn đó. Chạy ra không nổi luôn, ra lần là chẳng ai đây khổ. Ô, chiếc này là phải chiếc này là chiếc giá cầu chiếc các bạn ơi, này thay đổi những mùa nào thì anh em đi mua đó, là lưới rút cũng được nha, này giá cầu chiếc cũng được các bạn không, này là chiếc giá cầu chiếc các bạn, thấy bên hồng có cái chiếc lái gợi các bạn đang tăng tốc ra khơi, số hiệu là Bình Thuận 99207 TS luôn. Đồng ghe này không có sơn keo rồi các bạn ơi. Đang tăng tốc kìa. Ghê không? Đang thẳng tiến ra khơi cho những chuyến biển mở cảng, mở biển thật nhiều thắng lợi luôn nha. Tinh thần rất là phấn khởi luôn. Rồi giờ sóng gió cấp 6 rồi, các anh em cũng ra khơi bình thường rồi đó. Ồ, kì ghê không? Nhảy sóng ghê các bạn. Thấy không? Hải hùng luôn không? Thấy quả trưởng luôn bạn ơi. Đó, chiếc cào chiếc của đó, quả trưởng quá đi, khủng khiếp các bạn, nhảy sóng ghê không, nhìn rất là phê luôn các bạn. Nhưng anh em đi ghe quen thì những con sóng là chuyện bình thường, còn như anh em mình chưa từng đi ghe, bởi mình hay nói hoài đó là rất là ớn luôn á, đi không có chịu nổi luôn. Họ thiết kế cabin đẹp không, có cái lồng cung để cho tài công ngồi lái nữa các bạn. Có chiếc gà cậu chiếc này. thường nhiều lúc ai coi nó rầm là như là chiếc lưới rút của Bình Thuận, nhưng mà không phải, hay là cái này đi ngành nghề chị giá cậu chiếc nữa, có không, cái tài công ngồi chỉnh với mấy tài ca ha. Có nhảy sóng ra khơi, thấy không, nhìn thấy những con sóng rất là ớn luôn mọi người. Ô, quá dữ rồi kìa, nhìn thật là quá chữ luôn các bạn. Rồi thì anh em cô chú xem được clip thứ hai ủng hộ mình và tặng cho mình một sub để có động lực ra những clip mới nha.
và những gì kênh Bình Thuận Chú Yêu còn thiếu sót thì cứ bình luận phía dưới video. Chiếc ghe lưới cũng về luôn các bạn ha. Nghe sóng tiếng ghe không? Cô chú anh chị em cứ bình luận phía dưới video để cho kênh Bình Thuận Chú Yêu có một chữa chữa nha. Rồi video mình kết thúc tại đây, nha. Các bạn cũng còn chờ đón xem những clip tiếp theo của kênh Bình Thuận Chú Yêu. Đẹp và hấp dẫn những thức phim hay để cho các bạn xem về ghe tàu biển ra khơi luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của kênh Bình Thuận Dấu Yêu.